Ngọc Trinh nói gì sau khi được hưởng án treo? Hôm 6 tháng 2, Ngọc Trinh có những chia sẻ trên trang cá nhân sau quãng thời gian bị tạm giam. Cô thừa nhận bản thân trưởng thành hơn sau vấp ngã lần này. Ngọc Trinh tại phiên tòa hôm 2 tháng 2, Ngọc Dương Ngọc Trinh biết ơn vì sau quãng thời gian tạm giam, cô có cơ hội quay trở cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh. Cô bộc bạch. Ngọc Trinh nói gì sau khi được hưởng án treo? Ngọc Trinh nói thời gian tạm giam là cơ hội để cô nhìn nhận lại bản thân. Cô bộc bạch, mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng mất và được. Nhưng Trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình được yêu thương nhiều hơn. Mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này. Do đó, Trinh không nghĩ nhiều đến những thứ đã mất mát, mà sẽ rất trân trọng những gì mình đang có được ngay lúc này, ngay bây giờ. Từ câu chuyện đã qua, người mẫu 8X thấy rằng không nên lấy lý do vì đam mê mà bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà nó có thể gây ra. Với tư cách là người của công chúng, Ngọc Trinh biết mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến người trẻ. Ngọc Trinh nói sẽ cố gắng thay đổi bản thân sau ồn ào FBNV xem nhanh 20 giờ. Ngọc Trinh khóc thừa nhận hiếu thắng sau vụ việc. Ngọc Trinh cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội, cô bày tỏ. Ngọc Trinh nói đêm đầu tiên sau khi về nhà, cô thức đến sáng để đọc bình luận của mọi người. Cô bất ngờ khi được nhiều người yêu thương và xem đó là động lực để vực dậy sau ồn ào. Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi có các bạn bên cạnh. Trong tương lai, Trinh sẽ cố gắng mang đến hình ảnh lành mạnh cũng như nguồn năng lượng tích cực để lan tỏa đến xã hội, cô chia sẻ. Như Thanh Niên thông tin, ngày 2 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa nếu bị cáo không phạm tội nào khác.